Chào các chế, hôm nay tôi xin giới thiệu với sản phẩm, đó chính là sản phẩm khẩu trang của sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu Hải Long. Đây là sản phẩm hàng công ty chính hãng có đăng ký đầy đủ. Các chế có thể thấy số đăng ký tiêu chuẩn, rồi hạn sử dụng và đặc biệt là mã vạch nhé. Đây hàng Việt Nam, tôi bán sản phẩm này 50 chiếc khẩu trang 3 lớp, giá rất phải chăng chỉ 50.000 thôi. Các chế nhớ nhé, 50.000 thôi. Sản phẩm rất đảm bảo, tôi có thể check mã vạch ngay cho các chế. Đây, chúng ta vẫn dùng phần mềm iCheck. Sản phẩm lên nhé. Như vậy là sản phẩm rất đảm bảo luôn các chế nhé. Lên luôn công ty đây. Và đây là tôi phụ trách phân phối khu vực cho sản phẩm trên mạng internet. Như vậy sản phẩm tôi sẽ mở hộp sản phẩm. Tem của hãng đây. Sản phẩm màu trắng là thế nhé. Một hộp là 50 chiếc. Thì bóc ra sao chế có thể xem. Đây, sao chế có thể thấy sản phẩm rất đẹp. Đây là hàng công ty nhé các chế nhé. Đầy đủ các tiêu chuẩn luôn. Nhìn rất đẹp, không phải hàng gia công mà giá cả rất phải chăng. Sau khi mà tôi làm video ấy, thì có nhiều người hỏi thì tôi sẽ trả lời hoặc là nhắn tin Zalo theo số điện thoại 0973 322337 để tôi có thể trả lời. Các chế nhớ đăng ký video và chia sẻ video cho tôi để tôi có thể tự tin làm các video tiếp theo. Cảm ơn rất nhiều khách hàng đã ủng hộ cái kênh của tôi. Thì sản phẩm khẩu trang này cũng vậy, tôi phụ trách marketing, như vậy là những ai đã mua hàng mỹ phẩm của tôi thì sẽ hoàn toàn yên tâm, vì sản phẩm của tôi lấy thường là những sản phẩm đảm bảo rõ nguồn gốc và tuyển chọn, chứ không phải bán hàng lung tung. Vì tôi muốn khách quay lại chứ không phải là lấy lợi nhuận nhiều. Các chế nhé, 50 khẩu trang 3 lớp chỉ có giá là 50.000. Cảm ơn các chế đã xem video. Chúc các chế một buổi tối vui vẻ. Chào các chế.